chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 26 tháng 9. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 27 tháng 9, khu vực Bắc Bộ được dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông dài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời ít mây, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình ngày không mưa, nắng ráo, chiều tối và đêm ít mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Trong ngày 27 tháng 9, khu vực Nam Bộ được dự báo ban ngày khoảng 1/2 khu vực không khí oi bức, chiều và tối có mưa rào và dông, ban đêm oi và nóng. Cụ thể ở miền Đông Nam Bộ, ngày có mây, nắng gián đoạn, trưa không khí oi nhẹ, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa dừa, đêm không khí hơi oi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ miền Tây Nam Bộ, ngày nắng, trưa không khí oi nóng, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa chừa, chủ yếu từ phía Nam Sông Hậu đến Cà Mau. Ban đêm oi bức, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-27 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Trong ngày 27 tháng 9, khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo ngày có lúc nắng, trưa không khí hơi oi, chiều và tối ở khu vực Bình Tân và Bình Minh có khả năng mưa rào, đêm không khí oi nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, à, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thưa bà con nông dân, với tình hình thời tiết như hiện nay sẽ tạo điều kiện để bệnh thối nhũng gây hại trên cây hành. Bệnh do vi khuẩn gây ra, lây lan rất nhanh. Bệnh có thể gây hại trên tất cả các bộ phận của cây. Lúc đầu vết bệnh là những chấm nhỏ trong dạng giọt dầu, về sau mô bệnh phát triển lan rộng, mô củ thối rữa có mùi hôi khó chịu, rễ thâm đen, lá và cây héo dần gây hiện tượng chết rạp hàng loạt. Củ bệnh khi cắt ra sẽ thấy các mạch dẫn bên trong chuyển thành màu thâm đen, bóp nhẹ thấy có nhiều dịch vi khuẩn chảy ra màu trắng đục. Củ bị bệnh nặng, bên trong sẽ bị thối nhũng, có mùi hôi khó chịu. Bệnh có khả năng lây lan rất mạnh nếu không phát hiện sớm và có biện pháp quản lý kịp thời. Để hạn chế tác hại của bệnh thối nhũng trên hành, theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau. Làm đất bằng phẳng, cao ráo, thoát nước tốt. Chọn cây giống sạch bệnh, khỏe mạnh để trồng. Bón phân cân đối, hợp lý, tránh bón thừa phân đạm. Bón thêm phân hữu cơ quay mục, kết hợp với nắm đối kháng trichoderma để khống chế mầm bệnh khi cây hành bị bệnh cần nhổ bỏ tiêu quỷ và xử lý dôi bột vào gốc để tránh bệnh lây lan rộng thu hoạch hành nên chọn ngày nắng ráo khi để giống hành cần loại bỏ những củ bị sâu bệnh hại hoặc bị dập nát và không cắt lá khi hành chưa khô khi bệnh phát triển sử dụng thuốc đặc trị vi khuẩn nằm trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại việt nam để phun trừ à, bà con cũng cần chú ý đảm bảo nguyên tắc bốn đúng khi phun thuốc sau khi thu hoạch nên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư cây trồng để giảm bớt nguồn bệnh Ngoài ra, với tình hình thời tiết như hiện nay, bà con nông dân cũng cần lưu ý thêm sâu bệnh hại trên cây lúa như là ốc bưu vàng, bệnh đạo ôn lá trên lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa giai đoạn đồng trổ. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.